lời khai nghi phạm bắn tử vong cô gái 22 tuổi bị bắt tại biên giới. Bắt trưởng ca trực trong vụ tai nạn tại hầm lò khiến hai người tử vong. Đầu độc người thân bằng chất cyanua, tội ác không thể tha thứ. Nữ sinh Hà Nội đỗ lớp 10 chuyên toán của 4 trường chuyên. Ám ảnh hiện trường xe bán tải, tông giải tôn hộ lan xuyên thấu xe. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, sau một tuần bỏ trốn khi gây ra vụ nổ súng khiến cô gái 22 tuổi ở Long Biên, Hà Nội tử vong, nghi phạm Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội bắt giữ. Trước đó, Đinh Xuân Sáng gây án rồi bỏ trốn, nên Công an Hà Nội ra quyết định truy nã, xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an Hà Nội cử lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt. Sau 7 ngày đêm kiên trì, theo dấu đối tượng, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, Công an Hà Nội cùng lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, Long An bắt giữ Đinh Xuân Sáng. Người này bị hàng chục cảnh sát và lực lượng biên phòng bắt giữ khi trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Theo lời khai của các đối tượng và tài liệu công an làm rõ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị T.Q.H. sinh năm 2002 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nạn nhân, cùng một số người bạn đến dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 7, họ di chuyển về nhà một người khác tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Vũ Thành Quang sinh năm 1994 ở Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đinh Xuân Sáng cũng có mặt sau khi nhóm của chị H đến. Khi Quang và Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức. Sau đó, họ rủ Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi ẩu đả với nhóm của chị H. Sáng mang theo khẩu súng bắn đạn bi, rồi cùng đồng bọn lên xe ô tô, đi tìm đối phương. Thấy nhóm của Sáng, chị H và bạn bỏ chạy thì bị Sáng lái xe đuổi theo. Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Sáng chĩa súng bắn về nhóm của chị H rồi bỏ trốn. Hậu quả chị H trúng đạn và tử vong sau đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, cảnh sát bắt Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 5 tháng 7, đối tượng thứ hai là Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Độ, sinh năm 1990, về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ tai nạn hầm lò khiến hai người thương vong xảy ra hồi giữa tháng 6. Trước đó vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 15 tháng 6 tại phân xưởng khai thác hầm lò 2, chi nhánh mỏ tuyển Đồng Xin Quyền, Lào Cai, Vimico, anh SAB sinh năm 1995, dân tộc Mông, trú tại thôn Tả Câu Liềng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và anh VTQ sinh năm 1996, dân tộc Kinh, trú tại phố Hồng Nam, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là công nhân hầm lò đang thực hiện khoan lỗ để nổ mìn thì bị đá rơi từ trên vách lò xuống. Hậu quả anh SAB và anh VTQ bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh VTQ sau đó đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn anh SAB được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Bát Sát đã chỉ đạo đội điều tra tổng hợp phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bát Sát và chi nhánh mỏ tuyển Đồng Xin Quyền, Lào Cai, Vimico nhanh chóng khoanh vùng giám định điều tra xác minh nguyên nhân. Qua điều tra phát hiện trưởng ca trực tại phân xưởng khai thác hầm lò 2 là Hoàng Văn Độ sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bát Sát đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Những ngày qua, vụ án Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ tại xã Vinh Thanh, huyện Nhơn Trạch, đầu độc chồng và ba người cháu trong gia đình đang gây rúng động dư luận. Theo luật sư, với hành vi đầy tính chất man dợ, bị can này có thể phải đối diện với mức hình phạt tù cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Tại cơ quan điều tra, bị can Bích khai nhận đã đầu độc chồng và các cháu ruột bằng chất độc cyanua. Theo đó, vào giữa tháng 10 năm 2023, Bích cho rằng chồng mình là NTTTH, 38 tuổi, thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại bằng thuốc độc. Bích đã bỏ cyanua vào thuốc cho chồng uống. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, chồng Bích đã tử vong.
Vài tháng sau, Bích tiếp tục đầu độc cướp đi mạng sống của hai người cháu là NKD sinh năm 2017, con của em gái, và NHN sinh năm 2012, con ruột của anh trai của Bích. Nguyên nhân là bởi những mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài anh TH, cháu D và cháu N, gia đình người thân của Bích có thêm hai người tử vong bất thường là bố và con trai ruột của Bích. Sau sự ra đi của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 6 năm 2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu ruột là anh NHBT, 18 tuổi. Sau khi uống thuốc do Bích đưa, anh T bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu. Quá trình điều trị, bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất cyanua. Nghi ngờ có khuất tất, gia đình T đã làm đơn trình báo công an và đề nghị điều tra. Từ đó hành vi tàn ác của Bích bị phát hiện. Hành vi đầu độc nhiều người thân của Nguyễn Thị Hồng Bích khiến dư luận hoang mang phẫn nộ bởi tính chất đặc biệt nguy hiểm, bất chấp đạo đức và lặp lại nhiều lần. Nhận định vụ việc, luật sư Hoàng Minh Hiển, trưởng văn phòng luật sư HHM Việt Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích trong vụ án dùng cyanua đầu độc chồng và ba người cháu như truyền thông đăng tải, có thể phải đối diện với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Ở vụ án này, người bị buộc tội có thể phải chịu sự trừng phạt của pháp luật với khung hình phạt cao nhất là tử hình với những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm G, điều 52 nếu phạm tội hai lần trở lên. Ngoài ra, người bị buộc tội còn bị xã hội lên án và có thể phải chịu sự cắn rứt lương tâm. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra để xác định rõ động cơ mục đích của đối tượng. Trong khi đó, nạn nhân còn sống sót duy nhất là anh T hiện đã được xuất viện. Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, nữ sinh Đặng Diệp Chi, lớp 9A0, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội gây ấn tượng khi thi đỗ vào khối chuyên toán của cả 4 trường chuyên. Chia sẻ về kết quả này, Diệp Chi cho hay bản thân rất vui, song không quá bất ngờ. Đặng Diệp Chi lần lượt trúng tuyển vào lớp chuyên toán của 4 trường trung học phổ thông chuyên gồm Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trung học phổ thông chuyên sư phạm, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Được biết, ở kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024, Diệp Chi đạt toán 9,5, ngoại ngữ 9,75 và ngữ văn 8,75, môn toán thi chuyên của em cũng đạt 8,25. Diệp Chi cho biết, sau khi hoàn thành bài thi, em cũng đã dự đoán được phần nào số điểm. Nhưng khi biết điểm chính thức, em vẫn cảm thấy xúc động vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Cũng theo lời kể của Diệp Chi, khi bước vào năm học lớp 8, em vẫn chưa xác định về hướng đi ở bậc trung học phổ thông. Sau khi được một người bạn chia sẻ và rủ cùng ôn luyện thi để vào chuyên toán, em đã quyết định lấy đây làm mục tiêu. Nghĩ là làm, Chi bắt đầu dồn sức tập trung và dành nhiều thời gian cho môn toán. Do thời điểm bắt đầu chạy đua vào chuyên toán có phần muộn hơn nhiều bạn, Chi đã chọn tập trung vào đại số để xây gốc. Đây cũng là phần chiếm nhiều điểm hơn ở những bài thi. Để nhanh chóng bắt kịp các bạn, Diệp Chi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc học. Ngoài học trên lớp, em cũng đi học thêm, mỗi buổi khoảng 3 tiếng. Sau khi về nhà, Chi tiếp tục ôn tập thêm. Thậm chí có những ngày cô bạn học tới hơn 12 tiếng. Nói về cách thức học tập, Chi cho hay em luôn cố gắng ngồi bàn đầu để tập trung nghe giảng. Nếu có gì không hiểu, em sẽ hỏi lại thầy cô và các bạn. Chi cũng có một cuốn sổ nhỏ và thường xuyên mang theo để lưu ý hoặc rà soát lại kiến thức. Theo Chi như vậy mới có thể ghi nhớ sâu. Kết thúc năm học lớp 9, điểm trung bình chung tích lũy học tập của Diệp Chi là 9,4, trong đó môn toán đạt 9,8. Ngoài thời gian học, Chi thường chọn nghe nhạc cổ điển để thư giãn. Đứng trước nhiều cơ hội, Diệp Chi quyết định sẽ theo học khối chuyên toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 7, xe bán tải biển kiểm soát 37C402XX di chuyển trên đường 72m hướng Hưng Nguyên, thành phố Vinh. Khi xe đi đến đoạn qua xã Hưng Tây, tiếp giáp với địa phận thành phố Vinh thì bất ngờ mất lái, tông vào dải tôn hộ lan bên đường. Cú tông mạnh khiến dải tôn hộ lan đâm thủng kính chắn phía trước rồi xuyên qua cửa kính phía sau bên lái của chiếc xe bán tải, làm phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Rất may tài xế chỉ bị thương, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định tài xế là một người đàn ông trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Hiện công an huyện Hưng Nguyên đang phối hợp với phía bệnh viện để kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế thời điểm xảy ra tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. Khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 7, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Theo đó, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, khu vực này có mưa nhỏ.
chiếc xe đầu kéo đổ đèo thùng khe rồi va chạm với một xe ô tô con cùng chiều. Sau đó, xe đầu kéo tông vào hộ lan rồi lật về phía ta luy âm. Theo lãnh đạo trạm kiểm soát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hòa Bình, bước đầu xác định đây là vụ tai nạn tự gây. Chiếc xe đầu kéo bị lật khiến một người tử vong, một người bị thương, cả hai là lái xe và phụ xe của xe đầu kéo. Vụ tai nạn đang được công an huyện Mai Châu điều tra làm rõ theo quy định. Danh tính nạn nhân vẫn đang được xác định. Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556% một năm. Các bị can gồm Bùi Sĩ Sơn sinh năm 1996, Lê Bá Nam sinh năm 2003, Nguyễn Ngọc Trương sinh năm 1982, Bùi Hải Dương sinh năm 1983, Lê Bá Thắng sinh năm 1994, Đoàn Thế Xuân Hiếu sinh năm 2003 và Nguyễn Ngọc Phương sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, khi có người có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng. Quá trình cho vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Sau khi quy đổi, lãi suất mà người vay phải chịu là từ 365% một năm đến 556% một năm. Ngày 10 tháng 7, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thanh, 41 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 8 tháng 7, Thanh đi xe máy đến quán cà phê LL tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh uống cà phê. Tại đây, Thanh thấy chủ quán là chị NTBM, 35 tuổi, ngồi một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thanh khống chế chị M, sau đó cướp 3 sợi dây chuyền, 1 điện thoại di động cùng số tiền 11 triệu đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 36 triệu đồng. Sau khi gây án, Thanh lên xe tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bình Minh đã nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Đến 14 giờ ngày 9 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ được Thanh đang lẩn trốn tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình. Đồng Tháp sẽ tập trung phát triển du lịch nông nghiệp để giúp người dân tăng thu nhập từ mảnh vườn, thửa ruộng của mình thông qua hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành du lịch Đồng Tháp sẽ tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho người dân để tham gia phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, Đồng Tháp đã đón thêm 2,8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 1.100 tỷ đồng. Cả năm nay, địa phương này phấn đấu đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đồng Tháp cũng giữ thứ hạng cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về lượt khách đến tham quan trải nghiệm du lịch. Hiện nay, Đồng Tháp có 72 điểm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng đang hoạt động, trong đó có 53 điểm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, có 7 điểm du lịch nông nghiệp được chứng nhận OCOP du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Những điểm du lịch này đã thu hút khách du lịch và bước đầu đã khẳng định được vị thế về du lịch nông nghiệp. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh để đưa du lịch Đồng Tháp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, khẳng định thương hiệu du lịch Đồng Tháp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Để thực hiện chiến lược phát triển du lịch, địa phương sẽ tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho người dân để phục vụ khách tốt hơn, đảm bảo chất lượng về ẩm thực, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tổ chức thêm các tour tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp, sẽ phát huy những thế mạnh về tài nguyên bản địa và người Đồng Tháp. Khi tham gia phát triển du lịch, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là niềm tự hào đối với quê hương, xứ sở nhằm mang lại những giá trị đẹp nhất của Đồng Tháp đến với du khách gần xa. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tham mưu đề xuất xây dựng khu phức hợp sen Đồng Tháp gồm Viện Nghiên cứu Tổng hợp về sen, Công ty nuôi trồng và chế biến sen, Bảo tàng khoa học tự nhiên về sen, Bảo tàng văn hóa sen, Bảo tàng 3D về sen, xây dựng mô hình kiến trúc làng sen. Với tên gọi Nippon ơi, năm 2024, lễ hội cosplay Animal và Manga lớn nhất miền Trung sẽ diễn ra tại Đà Nẵng Mikazuki Japanese Resort and Spa vào ngày 10 và 11 tháng 8 sắp tới. Đây là sự kiện văn hóa du lịch Nhật Bản đặc sắc dành cho người dân, du khách, mà đặc biệt là các tín đồ của văn hóa xứ sở mặt trời mọc. Lễ hội cosplay, anime, manga lớn nhất miền Trung với dàn cosplayer, nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, cùng rất nhiều hoạt động văn hóa thú vị, nhảy bon odori, nhảy yosakoi, đền ước nguyện, hứa hẹn là một sân chơi hấp dẫn dành cho giới trẻ. Tại Nippon ơi 2024, du khách có thể thỏa sức thể hiện bản thân trong cuộc thi cosplay tuyệt đỉnh
và tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, gian hàng độc đáo cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Với sứ mệnh lan tỏa tinh hoa văn hóa Nhật Bản và thúc đẩy giao lưu Việt-Nhật, đơn vị tổ chức sự kiện đã thổi hồn vào các mùa Nippon ơi, tinh thần phóng khoáng của văn hóa Nhật truyền thống, hiện đại. Du khách có thể hóa thân đại minh tinh với booth check-in camera 360 bắt trọn mọi khoảnh khắc, thỏa sức trải nghiệm các gian hàng anime cosplay của các nhà xuất bản và nghệ sĩ tự do, gặp gỡ các cosplayer, khách mời đặc biệt như DJ Haru, Hasuka, Cat Gray, Vamie, Umeko J, hòa mình vào sân khấu nhảy giao lưu Obon, trình diễn Josakoi, điệu múa tinh hoa trong văn hóa Nhật Bản, trải nghiệm đa dạng các gian hàng giao lưu văn hóa, ẩm thực như mặc thử yukata, xin thẻ cầu nguyện, thưởng thức trà đạo và các gian hàng theo chủ đề thú vị khác. Đặc biệt, du khách có thể chiếm ngưỡng và trở thành một phần của sàn trình diễn catwalk và cuộc thi cosplay 50 triệu đồng, quy tụ hàng trăm cosplayer khắp mọi miền Tổ quốc, hóa thân thành các nhân vật trong các bộ truyện, anime và game online nổi tiếng, quẩy tưng bừng với dàn nghệ sĩ, nhóm nhạc Nhật Bản và cuối cùng là tận hưởng bầu không khí sôi động cùng DJ Haru. Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội này được tổ chức với khoảng 12.000 khách tham dự trong sự kiện Nippon ơi. Lễ hội đóng vai trò như sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.